một quy định cho thấy Chính và Tổng đang muốn đóng cửa chiến nhau đến sành cỏ. Vào ngày 15 tháng 11 năm 2018, khi đó, Quốc hội khóa 14 đã thông qua luật bảo vệ bí mật nhà nước, trong đó sức khỏe lãnh đạo được liệt kê vào loại này. Đáng lẽ sức khỏe lãnh đạo phải được công khai bởi người dân cần được biết người có trách nhiệm gánh vác việc quốc gia đại sự có đủ sức khỏe đảm bảo cho công việc hay không. Bởi những quyết định của họ ảnh hưởng đến đời sống của dân sinh và ảnh hưởng đến quyền lợi đất nước với hàng trăm triệu người dân Việt Nam. Đảng vẫn hô hào, cán bộ là đầy tớ của nhân dân. Thì chẳng lẽ nhân dân đã không được biết quyền về tình trạng sức khỏe của đầy tớ hay sao? Tại sao Đảng lại muốn giấu giếm điều này? Phải chăng có gì tất khuất phía sau? Thật ra, từ trước đến nay, Đảng vẫn luôn che giấu tình trạng sức khỏe của các lãnh đạo, đặc biệt là lãnh đạo cấp cao nhất. Cho đến khi không thể giấu được nữa, ví dụ như trường hợp của ông Nguyễn Bá Thanh và Trần Đại Quang, tự nhiên lăn đùng ra chết. Tuy nhiên, bức tranh thì vẫn luôn dọn ra ngoài, và sức khỏe của họ cũng như vậy, không phải dân có tài pháp gì, mà vấn đề sức khỏe của lãnh đạo Đảng cũng như nhiều vấn đề khác thường được chính những đồng chí trong Đảng tung ra nhằm mục đích nào đó của họ. Có thể họ muốn tung cú bồi hạ gục đối thủ, cũng có thể họ muốn tố cáo kẻ đã ra tay hạ độc thủ đồng chí, cũng có thể vì vấn đề tâm lý muốn chia sẻ bí mật. Vào năm 2022, khi Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vắng mặt để đi chữa bệnh, thì tin tức cũng bị lọt ra ngoài và người dân cũng biết. Theo thông tin rò rỉ hiện nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường xuyên phải nằm tại Bệnh viện Quân y 108 để được các bác sĩ chăm sóc sức khỏe. Những thông tin như thế này nếu không phải do người trong nội bộ nói ra thì ai có thể biết đây. Thậm chí người dân bây giờ còn biết rất chi tiết. Vào ngày 22 tháng 5 vừa qua, ông Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 440 ban hành danh mục bí mật của nhà nước trong lĩnh vực y tế. Theo đó, danh mục bí mật nhà nước ở độ tối mật bao gồm hồ sơ bệnh án, thông tin, kết quả khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe của các ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Ban Bí thư của Trung ương Đảng. Câu hỏi đặt ra là vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại liệt kê thông tin sức khỏe của lãnh đạo vào diện tối mật như thế? Phải chăng Đảng đang chuẩn bị cho một điều gì đó bất thường? Kẻ tham nhũng thì rất sợ minh bạch, càng thiếu minh bạch, quan chức càng mạnh tay đòi tiền hối lộ. Đó là điều tất yếu, tương tự như vậy. Khi nhân dân biết về sức khỏe của lãnh đạo thì các đồng chí lại ngại ra tay với nhau. Cho nên, khi thông tin về tình sức khỏe lãnh đạo càng bí mật thì các đồng chí mới càng dễ dàng ra tay để mà triệt hạ lẫn nhau bất ngờ. Bởi lúc đó tội ác được che giấu rất kỹ. Vậy phải chăng bằng quyết định số 440, ông Nguyễn Phú Trọng và ông Phạm Minh Chính đang muốn đóng cửa Bộ Chính trị để các đồng chí tùy ý thuốc nhau mà không sợ người dân biết? Chính trường hiện nay đang vô cùng hỗn loạn vì các phe phái đang triệt hạ nhau để tranh giành quyền lực. Vì quyền đi với tiền rất nhiều. Dùng hồ sơ đen hạ đối thủ như Tô Lâm đã làm đối với ông Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ không phải ai cũng có thể dùng cho được. Phải nắm trong tay bộ máy điều tra khổng lồ mới thực hiện được theo cách như thế. Nếu không nắm được cơ quan điều tra thì chỉ còn một cách khác để hạ đối thủ, đó là thuốc lẫn nhau. Mà khi đưa thông tin về sức khỏe của các ủy viên Bộ Chính trị vào diện tối mật thì lại càng mạnh tay giăng bẫy đối thủ mà không lo sợ bị vạch trần bất ngờ. Cuộc chiến quyền lực hiện nay trong Đảng vẫn chưa ngã ngũ, bởi vẫn chưa công bố người kế nhiệm ông Tổng Bí thư. Ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn bám ghế sang nhiệm kỳ thứ tư, và ông Phạm Minh Chính thì chưa thỏa mãn với chức Thủ tướng, còn Tô Lâm thì vẫn chưa mất hết hoàn toàn ảnh hưởng ở Bộ Công an. Tô Lâm dù bị tước binh quyền nhưng không thể xem ông là kẻ vô hại. Con hổ dù bị nhổ nanh thì vẫn là hổ, tương tự như Trần Đại Quang trước đây vậy. Biết đâu quyết định số 440 là bước chuẩn bị về mặt pháp lý cho những kẻ đang thắng thế xử lý Tô Lâm thì sao? Ở đất nước này, mỗi quy định mới thường xuất phát từ một toan tính nào đó, có thể là âm mưu chính trị hoặc có thể là lợi ích nhóm.
như quyết định số 440 thì liệt thông tin sức khỏe lãnh đạo vào diện tối mật, hoàn toàn không phải vì lợi ích của nhân dân, mà chỉ vì lợi ích của nhóm chính trị nào đấy trong Trung ương Đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin một quy định cho thấy chính và tổng đang muốn đóng cửa chiến nhau đến xanh cỏ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Mải mê tung đấm vào tổng, tôi bị võ sĩ Minh Chính thọc đòn chí tử gục. Chính trường Việt Nam những ngày qua liên tục có những diễn biến rất bất ngờ. Vào chiều ngày 21 tháng 5, ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết sẽ bổ sung việc miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an đối với ông Tô Lâm vào chương trình nghị sự của Quốc hội kỳ này. Đây được xem như bàn thắng vào phút thứ 89, ghi bàn 1-0 nghiêng về phe Tổng Trọng. Cơ hội cho Tô Lâm gỡ gạc lần này rất ít, nếu không muốn nói là không thể. Trước đó vào ngày 19 tháng 5, cũng chính ông Bùi Văn Cường đã ra thông báo khác hẳn. Trong chương trình họp Quốc hội không có phần miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an. Như vậy, chỉ sau 2 ngày, ông Cường đã thay đổi, quay ngoắt tới 180 độ. Điều này làm cho người dân và những người theo dõi sững sờ. Được biết, Trung ương Đảng nhóm họp Hội nghị Trung ương lần thứ 9 từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5. Như vậy có thể hiểu Hội nghị Trung ương 9 của Trung ương Đảng chưa ra quyết định miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an đối với ông Tô Lâm. Từ đó có thể suy ra quyết định miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an chỉ xảy ra sau ngày 19 tháng 5. Trong khi đó, từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5, không bất kỳ một kỳ họp bất thường nào của Trung ương Đảng diễn ra. Ông Bùi Văn Cường cũng cho biết, phía chính phủ đã gửi tờ trình đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tờ trình này do Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký, đề nghị Quốc hội trình các đại biểu xem xét để thông qua điều chỉnh chương trình kỳ họp, bổ sung nội dung miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an đối với ông Tô Lâm. Đây là một bất ngờ rất lớn. Như vậy, quyết định này là do ông Phạm Minh Chính lấy tư cách là người đứng đầu của chính phủ để loại ông Tô Lâm ra khỏi Bộ Công an nhằm giảm bớt quyền lực của ông. Ông Chính đã nhanh chân tung cú cước hiểm vào Tô Lâm mà không cần thông qua Trung ương Đảng. Đấy cũng là cách mà Tô Lâm đã sử dụng trong vài tháng qua để triệt hạ Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ một cách bất ngờ. Ông Phạm Minh Chính chỉ lặp lại đúng theo cách mà Tô Lâm đã làm đối với ông Tổ. Ông Tô Lâm thì cố bám ghế giữ ghế Bộ trưởng Bộ Công an, mặc dù đã lên chức nhằm bảo hộ bản thân và gia đình mình, chống lại những nguy hiểm rình rập. Và nếu còn có thể thì sẽ tung thêm vài cú đấm vào Ban Bí Thư mới vừa được gia cố của ông Tổng nhằm loại bớt người. Nhưng Tô Lâm chưa kịp ra đòn thì chính ông đã bị dính trưởng và knock out kẻ tung quyền cước kia, chính là kẻ đã từng giả vờ hợp tác với ông Tô trong vụ đánh Vương Đình Huệ. Tô Lâm dính đòn này xem như Ban Bí Thư của ông Trọng được giải vây. Tuy nhiên, vấn đề sâu xa hơn là Phạm Minh Chính tung đòn hiểm để loại đối thủ nguy hiểm nhất có thể tranh với ông, việc kế nhiệm chiếc ghế Tổng Bí Thư. Sở dĩ Phạm Minh Chính dám cho đánh úp không theo quy trình do Đảng luật quy định là bởi việc làm này của Phạm Minh Chính sẽ được 14 ủy viên của Bộ Chính trị khác ủng hộ, trừ ông Tô Lâm. Có lẽ lợi dụng thời cơ và lúc mà gần như toàn bộ Trung ương Đảng, toàn bộ Bộ Chính trị ai ai cũng căm Tô Lâm. Nhưng khi Phạm Minh Chính tung đòn sẽ làm vừa lòng rất nhiều người. Lâu nay Tô Lâm có lợi thế do nắm binh quyền trong tay cộng với máu liều bất chấp nên ông đã làm phản. Ông vốn không được xếp vào hàng đa mưu túc trí mà bị đánh giá là võ bền nhiều hơn, bởi Tô Lâm có thói quen xấu là dựa vào bạo lực. Một lần nữa, cú ra đòn mới đây của ông Phạm Minh Chính lại càng củng cố thêm nhận định rằng ông Chính là người chơi cờ người rất giỏi. Trong hầu hết các trận đấu, cầu thủ Phạm Minh Chính lờ đờ trên sân, không hề tham gia bất kỳ pha tấn công, tranh đoạt nào. Nhưng đợi đến phút 89, khi Tô Lâm hở sườn, là ông Chính tung đòn quyết định hạ đối thủ. Ở khía cạnh này, Tô Lâm không bằng Phạm Minh Chính. Trước mắt, cú ra đòn của ông Chính đem lại lợi ích và sự an toàn cho phe ông Tổng.
giờ đây đường đến ghế Tổng Bí thư của Phạm Minh Chính đã rộng mở. Tuy nhiên, ông Trọng vẫn chưa thể hiện ý định từ bỏ quyền lực. Nếu trong tương lai gần có xảy ra trận kịch chiến giữa Phạm Minh Chính và Nguyễn Phú Trọng, thì người dân lại có cơ hội mà xem phim Sư Tử Già Chiến Hổ Dữ. Đảng là như thế, kẻ này gục, kẻ khác lại ngoi lên chiến nhau chí tử. Đất nước tan hoang, kinh tế đổ nát, đời sống người dân cực khổ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin đang mải mê tung cú đấm vào Tổng, tô bị võ sĩ Phạm Minh Chính thọc đòn chí tử gục. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.